Thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, huyện Văn Chấn đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, những năm qua huyện Văn Chấn đã triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, cùng với đó đẩy mạnh chính sách hỗ trợ nhân dân, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đến nay tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện đạt trên 200.000 con, trong đó đàn gia súc chính trên 120.000 con. Đã xuất hiện hàng chục mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa cho thu nhập 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Năm 2022, huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa cho 94 cơ sở, trong đó có 53 cơ sở chăn nuôi trâu bò có quy mô 10 con một cơ sở với mức hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ, 14 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 15 con trở lên, mức hỗ trợ 40 triệu đồng một cơ sở, 25 cơ sở chăn nuôi lợn thịt kết hợp với nuôi lợn nái sinh sản, mức hỗ trợ 15 triệu đồng. Ngoài ra, những hộ chăn nuôi gia cầm từ 300 con trở lên cũng sẽ được hỗ trợ. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các hộ đăng ký và làm các thủ tục để được hỗ trợ theo quy định của nhà nước.